đấy ạ. Thằng bãi mà thế này thì em nói thật là cái giấy em gọi là về khá là đẹp rồi, cái giấy thì vẫn còn trắng trẻo, nó cũng gọi là vẫn là còn là ok. Nhưng quan trọng là lọc, quan trọng là lọc anh em này, tuyệt vời. Anh em xem nhá, 15A chạy phê lòi luôn. Và quan trọng em muốn nói với tất cả mọi người là tất cả các cái lọc của em hàng bãi nhưng mà chất lượng cực kỳ ok. Đấy, tất cả em đều được bẹt qua máy kiểm đo đong đếm đầy đủ rồi. Đấy, nhưng mà cái quan trọng hơn nữa đó là muốn nhấn mạnh cho anh em chơi lọc nguồn bãi ở đây, đó là chơi những bò này có nghĩa nó hàng bãi cũng hàng này là hàng Mỹ này, nó chất. Nó chất ở chỗ là cái độ an toàn nó cao. Sau khi anh em chơi audio mà cảm qua lọc này ấy, thì gần như âm thanh ra nó cũng được cải thiện một phần nào đó về những cái độ u xì của âm thanh, là nó sẽ triệt tiêu đi. Nhất là nó bảo vệ được đồ đắt tiền, đồ audio đắt tiền của anh em. Khả năng chống quá áp này, chống sét này, từ ngắt khi có biến đổi về điện lưới không ổn định này. Đấy, khả năng lọc điện này. Và một cái hay nữa là hệ thống lọc của em